Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Như ý, cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này và đây là bản tin thời sự trong ngày hôm nay của chúng tôi. Huấn dụ của Đức Thánh Cha trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật tại Budapest. Kính thưa quý vị và anh chị em, sau khi cử hành thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể ở Budapest, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật tại quảng trường Anh Hùng. Trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nói: Cari fratelli e sorelle, Eucaristia significa azione di grazie. E al termine di questa celebrazione che chiude il congresso eucaristico e la mia visita a Budapest, vorrei di cuore rendere grazie. Grazie alla grande famiglia cristiana ungherese che desidero abbracciare nei suoi riti, nella sua storia. Anh chị em thân mến, thánh thể có nghĩa là tạ ơn. Và khi kết thúc buổi cử hành này, cũng là bế mạc đại hội thánh thể và chuyến thăm Budapest của tôi, tôi muốn gửi lời cảm ơn từ trái tim mình. Cảm ơn đại gia đình Kitô hữu Hung Gia Lợi mà tôi mong muốn được ôm vào lòng tất cả các nghi lễ, lịch sử, các anh chị em công giáo và cả các hệ phái khác, tất cả đang trên con đường dẫn đến sự hiệp nhất hoàn toàn. Về vấn đề này, tôi thân ái chào Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartolomeo, một người Anh đang tôn vinh chúng ta qua sự hiện diện của Ngài. Đặc biệt, xin cảm ơn các giám mục anh em yêu quý của tôi, các linh mục, các nam nữ tu sĩ thánh hiến và tất cả các anh chị em, các tín hữu thân mến. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người đã làm việc chăm chỉ để thực hiện đại hội thánh thể này và thánh lễ ngày hôm nay. Tôi cũng muốn tỏ lòng biết ơn của tôi đối với các cơ quan dân sự và tôn giáo đã chào đón tôi. Tôi muốn nói Kosonom, cảm ơn người dân Hung Gia Lợi. Bài thánh ca đi kèm với đại hội này nói với anh chị em như vậy. Trong 1000 năm, thập tự giá là cột trụ của sự cứu rỗi của chúng ta. Ngay cả bây giờ, dấu chỉ của Chúa Kitô cho chúng ta là lời hứa về một tương lai tốt đẹp hơn. Tôi cầu chúc anh chị em đạt được điều này. Cầu mong cây thánh giá là cầu nối của anh chị em giữa quá khứ và tương lai. Tình cảm tôn giáo là huyết mạch của dân tộc này và là điều gắn bó với cội nguồn. Nhưng cây thập tự giá được cắm sâu trong lòng đất, ngoài việc mời gọi chúng ta bén rễ tốt, còn giơ tay và dang rộng cánh tay về phía mọi người. Chúa Kitô khuyên chúng ta hãy giữ cho cội rễ của mình được vững chắc, có sức lôi cuốn, kiếm múc từ các nguồn mạch và mở lòng chúng ta ra với những khát vọng của thời đại chúng ta. Mong muốn của tôi là anh chị em giữ vững cội nguồn và cởi mở. Sten Eltersen, những lời chúc tốt đẹp nhất. Thập giá truyền giáo là biểu tượng của đại hội này. Cầu mong thập giá dẫn dắt anh chị em loan báo bằng đời sống của mình tin mừng giải phóng về sự dịu dàng vô biên của Thiên Chúa dành cho mỗi người. Trong nạn đói tình yêu ngày nay, đó là sự nuôi dưỡng mà con người chờ đợi. Ngày hôm nay, cách đây không xa, tại Warsawa, hai nhân chứng của tin mừng được tuyên phong chân phước, đó là Đức Hồng Y Stefan Wyszynski và Sơ Elisabetta Zaka, đấng sáng lập dòng các nữ tu dòng Thánh giá Francisco. Hai nhân vật hiểu biết rõ ràng về thập tự giá. Vị giáo chủ Ba Lan bị bắt và bị biệt giam luôn là một mục tử can đảm noi theo trái tim của Chúa Kitô, sứ giả của tự do và phẩm giá con người. Sơ Elizabeth, người bị mất thị lực khi còn rất nhỏ, đã dành cả cuộc đời mình để giúp đỡ người mù. Gương của những vị vừa được tuyên chân phước kích thích chúng ta biến bóng tối thành ánh sáng bằng sức mạnh của tình yêu. Cuối cùng, chúng ta hãy cùng đọc kinh truyền tin, tôn kính danh cực thánh của Đức Maria. Vào thời cổ đại, để thể hiện sự tôn trọng,
người Hung Gia Lợi không gọi tên Đức Maria, nhưng gọi mẹ với cùng một tước hiệu danh dự được sử dụng cho các nữ hoàng. Xin Đức Nữ Hoàng, quan thầy của anh chị em, ở cùng anh chị em và chúc lành cho anh chị em. Từ thành phố vĩ đại này, tôi muốn gửi phép lành tòa thánh đến với tất cả mọi người, đặc biệt là trẻ em và thanh niên, người già và bệnh tật, người nghèo và những người bị loại trừ. Tôi muốn nói với anh chị em, Isten Agmeg Amagyat, nghĩa là xin Chúa phù hộ cho người Hung Gia Lợi. Angelus Domini, nunc Ave Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ecce Ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ora pro nobis, Santa Dei Gentris. Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angel annunciante, Christi Fili tui, incarnazione in cognomen, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamus, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Pro fidelibus defuntis requiem aeterna dona eis Domine. Et lux perpetua luce. Requiescant in pace. Amen. Summus Pontifex Franciscus, Dei Providentia Papa, omnibus hic presentibus vere penitentibus, confessis ac sacra communione refectis, benedictionem imperciet, cum indulgentia plenaria. Rogate Deum pro Beatissimo Papa Nostro Francisco, et Sancta Matre Ecclesia, et in eius plena communione, vite sanctitate, studete ambulare. Domino vobiscum. Sin nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Per intercessione beatorum apostolorum Petri et Paulo, benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est. Oh,
bỏ mình và cam chịu thử thách, nguyện xin giúp con được bền tâm theo Ngài mọi nơi. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.